máy massage hoạt động như thế nào. Và Sơn xin chào bà con ha. Máy massage thì mình sẽ biến từ cái pin 3V của mình thành những cái xung điện kích thích cơ bắp ha. Tức là khi mà cái cơ bắp của mình đó, nó ít vận động hoặc là khi mình chơi thể thao nó bị đau nhức, nó sẽ tắc nghẽn mạch máu, nó làm cho mình khó chịu. Thì đối với những người chơi thể thao co cơ căng cơ đó thì mình sẽ dán dọc, thì những cái xung điện nó kích thích, nó co bóp như này thì máu mình sẽ lưu thông tốt. Hoặc là ông bà mình lớn tuổi ít vận động thì mình cũng có thể sử dụng, hay là mấy chị em làm việc văn phòng mà ngồi nhiều trên máy vi tính ha, mình có thể dán để massage xoa bóp vai. Thì những nguyên nhân lớn như vậy nè, mình có thể dán vào những vị trí lớn giống như là vai hoặc là lưng, còn những miếng dán nhỏ thì mình có thể dán vào bắp tay hoặc là bắp chân. Bên cạnh đó, những cái miếng dán lót bằng chân thì mình có thể massage được bằng chân ha. Hiện giờ thì mình đang có hai dòng máy là máy xài pin thường và cái máy xài pin sạc của Dr. Hồ. Thì hai cái dòng máy này giống nhau về chức năng và cường độ, nhưng sẽ khác nhau về hình dáng và cách sử dụng. Ví dụ cái máy này thì sẽ nhiều chức năng hơn, nó sẽ có nhiều cái chức năng chọn lựa về xung điện hơn. Còn cái này thì chỉ có 3 chức năng thôi. Dòng này thì ông bà mình lớn tuổi thích ha, tại nó đơn giản dễ xài. Đó. Nếu mà như cô chú anh chị mình sử dụng máy massage xung điện thì Hoàng Sơn khuyên nên chọn những cái dòng máy có thương hiệu, vì thứ nhất là sẽ đảm bảo về an toàn sức khỏe, an toàn về điện nha. Còn những cái dòng máy rẻ tiền ở thị trường bán rất là nhiều thì cái điện 220 cắm vào cái máy này rồi nó mới biến về thành điện 3V, sau đó mới chuyển thành xung điện. Nhưng mà lỡ nó trục trặc thì điện 220 nó rất là dễ giật mình cô chú anh chị nha, nó là ảnh hưởng đến mình rất là nhiều về sức khỏe, rất là nguy hiểm. Nên là những dòng máy và thương hiệu lớn, một là mình xài pin ha, biến pin thành cái xung điện. Còn nếu xài pin sạc thì cái cục sạc mình cắm vào giống như điện thoại, và khi xài thì mình phải rút ra và cái từ cái pin sạc nó sẽ chuyển thành xung điện, là rất là an toàn đó. Vài thông tin cùng cô chú anh chị mình, có gì thắc mắc thì gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn. Rồi, tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.